Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ ba, ngày 6 tháng 11 năm 2018 tại nguyệt đường Santa Marta. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng chương thứ 14 trong tin mừng theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe xoay quanh một bữa tiệc, một bữa được thiết đãi cho vị đứng đầu của nhóm Pharisêu tổ chức. Và ông cũng mời Chúa Giê-xu đến tham dự. Lời Chúa hôm qua thuật lại và hôm nay tiếp nối. Trong dịp đó, Chúa Giê-xu đã chữa lành một người bệnh và Ngài nhận thấy rất nhiều vị khách dự tiệc cố gắng chiếm lấy chỗ nhất trong bàn tiệc. Do đó, Ngài đã khuyên người Pha-ri-siêu khi đại tiệc hãy mời những người rốt hết đến dùng bữa là những người không thể trả ơn cho họ. Trong bữa tiệc, một trong những vị khách lên tiếng rằng: phúc cho ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Đó chính là một đoạn văn nói về lời từ chối kép. Và rồi Chúa Giê-xu kể câu chuyện về một người kia tổ chức một buổi đại tiệc và mời rất nhiều khách. Những đầy tớ của ông nói với các vị khách: xin hãy đến, tiệc đã sẵn sàng rồi. Nhưng tất cả họ bắt đầu xin lỗi vì không đi được. Người thì viện lý do mới mua một thửa ruộng, người thì mới tậu 5 cặp bò, người thì mới kết hôn. Và người ấy luôn bào chữa biện hộ. Họ xin lỗi, xin lỗi là từ lịch sự để khỏi phải nói tôi từ chối. Họ từ chối nhưng một cách lịch sự. Và rồi ông chủ sai các đầy tớ ra các ngã đường để mời người nghèo, người bệnh, người què quặt, kẻ đuôi mù vào dự tiệc. Và đoạn văn tin mừng kết thúc với sự từ chối thứ hai, nhưng nó được thốt lên từ miệng Chúa Giê-xu. Ai từ chối Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu đợi chờ. Ngài cho cơ hội thứ hai, có thể là thứ ba, thứ tư, thứ năm, nhưng cuối cùng Ngài từ chối. Và sự từ chối này khiến chúng ta phải suy nghĩ về chính mình. Đôi khi Chúa Giê-xu gọi ta, Ngài gọi ta đến dự tiệc với Ngài, để ở gần Ngài, để thay đổi cuộc đời. Hãy thử nghĩ xem, Ngài tìm những người bạn thân nhất của mình và họ từ chối. Và rồi Ngài tìm những người bệnh tật và họ đi. Có thể có người nào đó từ chối. Nhiều lần chúng ta nghe tiếng Chúa Giê-xu gọi ta đến với Ngài để làm một việc bác ái, để cầu nguyện, để gặp Ngài. Và chúng ta nói: nhưng xin lỗi Chúa, con bận lắm, con không có thời gian đâu. Vâng, ngày mai tôi không thể. Và Chúa Giê-xu vẫn ở đó. Không biết đã bao nhiêu lần chúng ta cũng xin Chúa Giê-xu thứ lỗi khi Ngài kêu gọi chúng ta gặp gỡ trò chuyện. Chúng ta cũng từ chối lời mời của Ngài. Mỗi người chúng ta hãy thử nghĩ, trong cuộc sống của tôi, bao nhiêu lần tôi nhận thấy sự linh hứng của Chúa Thánh Thần để làm một việc bác ái, để gặp Chúa Giê-xu nơi việc thiện ấy, để đi cầu nguyện, để thay đổi cuộc sống. Và tôi luôn tìm lý do để cáo lỗi, để từ chối. Rốt cuộc, những ai sẽ vào nước Thiên Chúa là những người không chối từ Chúa Giê-xu, hoặc những ai không bị người từ chối. Người ta có thể nghĩ rằng Chúa Giê-xu nhân hậu và Ngài tha thứ tất cả. Vâng, Ngài nhân hậu và giàu lòng xót thương. Ngài thương xót, nhưng Ngài cũng công bình nữa. Và nếu bạn đóng cánh cửa con tim của mình từ phía trong, Ngài không thể mở nó, bởi vì Ngài tôn trọng con tim của chúng ta rất nhiều. Từ chối Chúa Giê-xu là đóng cánh cửa từ bên trong, và Ngài không thể vào được. Và không ai trong chúng ta khi từ chối Chúa Giê-xu mà nghĩ về điều này: tôi đóng cửa đối với Chúa Giê-xu từ bên trong. Nhưng còn có một yếu tố khác nữa, đó là ai trả tiền cho bữa tiệc đây? Đó là Chúa Giê-xu. Thánh Tông đồ Phao-lô trong bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy hóa đơn của bữa tiệc này. Chúa Giê-xu đã tự hủy mình, mang lấy thân phận đầy tớ và khiêm nhường tự hạ đến nỗi chết trên thập giá. Với cuộc sống của mình, Chúa Giê-xu đã trả giá cho bữa tiệc. Còn tôi nói, tôi không thể.
Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta ân sủng để ta hiểu mầu nhiệm của sự cứng lòng, của sự ngoan cố, của sự từ chối, và xin Ngài cho chúng ta ân sủng để biết khóc.